Nga và Trung Cộng cam kết tăng cường quan hệ liên nghị viện, tin từ Mark Thư Khoa. Chủ tịch Trung Cộng ông Tập Cận Bình cũng đã gặp mặt Chủ tịch Quốc hội Nga Sergei Naryshkin tại thủ đô Mark Thư Khoa nhằm để thúc đẩy quan hệ liên nghị viện giữa hai quốc gia. Ông Tập nói rằng sự hình thành thành công đội ngũ lãnh đạo mới của Quốc hội Trung Cộng sẽ là điểm khởi đầu mới để thúc đẩy trao đổi và hợp tác giữa cơ quan lập pháp của hai quốc gia, đồng thời cũng như là tăng cường trao đổi các kinh nghiệm lập pháp và quản trị nhà nước. Ông kêu gọi mở rộng trao đổi giữa các cơ quan lập pháp ở nhiều cấp độ khác nhau, đồng thời trao đổi giữa các nhóm hữu nghị, đặc biệt là trao đổi giữa các đại biểu và các nhà lập pháp trẻ để họ có thể học hỏi lẫn nhau. Ông cũng bày tỏ sự tin tưởng rằng Quốc hội Nga sẽ tích cực hỗ trợ và thúc đẩy sự đồng thuận trong quan hệ song phương đã đạt được giữa ông và Tổng thống Nga Vladimir Putin trong chuyến công du này, bảo đảm pháp lý vững chắc cho sự hợp tác như vậy. Hôm qua, thì ông Tập Cận Bình và Chủ tịch Hội đồng Liên bang Nga Valentina Matvienko cũng đã đồng ý tăng cường hợp tác và trao đổi song phương ở mức địa phương và giữa các cơ quan lập pháp của cả hai quốc gia.